Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, giới chức Ukraine xác nhận thủ đô Kyiv vừa trải qua đợt không kích dữ dội nhất kể từ mùa xuân do các tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Cơ quan quân sự thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng nhiều nhóm UAV tấn công và oanh tạc cơ hạt nhân chiến lược Tu-95 để tấn công các mục tiêu tại thủ đô của Ukraine. Chính quyền thủ đô Kyiv thông báo trên Telegram hôm ngày 30 tháng 8 rằng đối phương đã phát động một cuộc tấn công phối hợp với quy mô lớn bằng cách sử dụng máy bay không người lái và tên lửa. Theo chính quyền Kyiv, hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái UAV đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Thông báo của chính quyền Kyiv cho biết đây là cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào Kyiv kể từ mùa xuân. Giới chức Kyiv thì xác nhận ít nhất 2 người đã thiệt mạng do các mảnh vỡ rơi xuống trong trận tập kích tên lửa vào sáng nay. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kyiv, thông báo rằng theo báo cáo ban đầu, do các mảnh vỡ rơi xuống quận Shevchenkivskyi của Kyiv, 2 người đã thiệt mạng. Ông Popko cũng cho biết một người khác bị thương và đang được hỗ trợ y tế sau trận tập kích. Quan chức Ukraine nói rằng một nhóm UAV đã di chuyển về phía Kyiv từ các hướng khác nhau. Sau đó, tên lửa được phóng về phía thành phố từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Cơ quan quân sự khu vực Kyiv trước đó đã cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa, đồng thời tuyên bố lực lượng phòng không đã được triển khai hoạt động. Một phóng viên của hãng tin AFP đã nghe thấy ít nhất là 3 tiếng nổ lớn ở trung tâm Kyiv vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương. Ông Popko cho biết thêm, các cơ quan ứng phó khẩn cấp cũng đã được triển khai tới quận Danisky, phía nam, nơi các mảnh vỡ rơi xuống một tòa nhà thương mại. Quan chức Kyiv cho biết thêm rằng các vụ nổ cũng được nghe thấy ở các thành phố Kryvyi Rih, Odessa và Cherkasy, cũng như các khu vực của Kirovograd. Cảnh báo không kích đã được ban bố trên hầu hết lãnh thổ Ukraine vào sáng nay. Nga gần đây có xu hướng tăng cường tấn công vào Kyiv bằng nhiều loại vũ khí với tần suất cao. Theo các chuyên gia quân sự, Nga đang sử dụng một lượng lớn UAV cho các cuộc tập kích này bởi đây là loại vũ khí có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa. Ngoài ra, chiến thuật tấn công ồ ạt ban đêm dường như nhằm tác động đến tâm lý của Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Nga dường như nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của Kyiv, buộc họ phải tiêu tốn đạn dược nhiều hơn để bắn hạ các UAV giá rẻ. Từ đó, có thể sử dụng các tên lửa dẫn đường, tên lửa thông minh để tiêu diệt, phá hủy những mục tiêu có giá trị cao, khiến Ukraine khó có thể đánh chặn được. Trận tập kích mới nhất của Nga vào Kyiv diễn ra trong bối cảnh Ukraine bị cáo buộc tăng cường tập kích vào các mục tiêu tại thủ đô Moscow của Nga và bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một loạt cuộc tấn công bằng UAV trên nhiều khu vực trải dài từ biên giới giáp Ukraine đến Moscow. Nga đang đẩy mạnh các đòn tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, dường như nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế binh lực và khí tài cho chiến dịch phản công được Kyiv tiến hành suốt hơn 2 tháng qua. Nhiều đòn tấn công đã nhắm vào các kho chứa vũ khí, đạn dược, cơ sở dự trữ xăng dầu và nhà máy công nghiệp của quân đội Ukraine. Một số đòn tập kích nhắm vào thủ đô Kyiv cũng được tiến hành trong những tháng qua. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lưới phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục phải khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 tuyên bố phóng một tên lửa dẫn đường tầm xa nhắm vào sân bay quân sự gần làng Pinchuki, phía nam thủ đô Kyiv. Vị trí cụ thể không được công bố, nhưng khu vực này có ít nhất 3 sân bay, trong đó có một căn cứ triển khai nhiều tiêm kích hạng nhẹ MiG-29. Tu-95MS được coi là máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt duy nhất và lớn nhất thế giới còn hoạt động. Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt do Cục Thiết kế Tupolev nghiên cứu, thiết kế những năm 1950, trang bị cho không quân Liên Xô. Tới nay, trải qua khoảng 70 năm phục vụ, loại máy bay này vẫn đang tiếp tục hoạt động rộng rãi trong không quân Nga, với kỷ lục đó là Tu-95 được xem là máy bay ném bom chiến lược cánh quạt duy nhất còn chiến đấu. Tuy người ta thường ví máy bay cánh quạt như bà già, nhưng với Tu-95, đó có lẽ là bà già lực sĩ với khả năng mang tải lớn, sức tấn công hủy diệt mạnh mẽ và tốc độ rất cao. Quái vật Tu-95 dài 49,5 m, sải cánh 51,1 m, cao 12,12 m, trọng lượng cất cánh tối đa tới 188 tấn. Tu-95 có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 925 km/h biến nó trở thành máy bay cánh quạt có tốc độ nhanh nhất thế giới. Oanh tạc cơ Tu-95 có tầm bay lên đến 15.000 km, không cần tiếp nhiên liệu, giúp nó có thể vươn tới những mục tiêu chiến lược ở Mỹ. Tu-95 cũng có khả năng đạt trần bay, tức là độ cao, lên tới 12.000 mét. Tu-95 có khả năng mang 15 tấn vũ khí trong khoang thân và trên cánh. Khoang trong thân máy bay thiết kế mang các loại bom thông thường và kể cả bom hạt nhân. Trong lịch sử hoạt động, Tu-95 là chiếc máy bay đã ném quả bom hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, Tesa Bomba, vào năm 1961. Sau nhiều cải tiến nâng cấp, Tu-95 giờ đây có khả năng phóng tên lửa hành trình đối đất Kh-55, có tầm bắn tới 2.000 đến 3.000 km. Ý đồ của hai lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine khi chọn tấn công cứ điểm tiếp theo của Nga. Thay vì tấn công trực tiếp vào Novo-Probytska, mục tiêu tưởng như hiển nhiên sau Robotyne, quân đội Ukraine lại đang nhắm vào Vebon. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu Vepon là trọng tâm chính cho cuộc tấn công tiếp theo của Kiev hay chỉ là đòn nghi binh nhằm đánh lạc lực lượng Nga. Một tuần sau khi giành lại Robotyne, một thành trì quan trọng trên trục đường tới Melitopol ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát, các lữ đoàn của Kiev được cho là đang dịch chuyển sang thị trấn tiếp theo trên cùng trục Novo-Probytska. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy các lữ đoàn dẫn đầu gồm lữ đoàn di động trên không 46, lữ đoàn tấn công trên không 82 của Ukraine không trực tiếp tấn công vào các vị trí của Nga ở Novo-Probytska mà đang di chuyển sang phía đông hướng về thị trấn Vepon. Mục tiêu của họ dường như là giành lại Vepon để tấn công thọc sườn vào Novo-Probytska. Nhà quan sát Davies nhận định trên Forbes rằng đây là một chiến lược hợp lý. Chiến lược này từng phát huy hiệu quả trước đó với Ukraine trong một số cuộc giao tranh kể từ khi họ tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6. Giao tranh kéo dài suốt một tháng để giành Robotyne là một bước ngoặt trong cuộc phản công của Ukraine, trong nỗ lực vượt qua các bãi mìn và chiến hào của Nga quanh thị trấn. Các lữ đoàn của Ukraine cho biết họ đã làm suy yếu tập đoàn số 58 của quân đội khác của Nga. Cứ một phương tiện của Ukraine bị Nga phá hủy, thì một phương tiện của Moscow cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, thông thường, lực lượng tấn công phải gấp 3 lần lực lượng phòng thủ để có cơ hội thành công. Khi các lực lượng Nga rút khỏi Robotyne vào ngày 23 tháng 8, và lữ đoàn cơ giới hóa 47 của Ukraine tuyên bố kiểm soát thị trấn này, giới quan sát cho rằng những gì xảy ra tiếp theo đã rõ ràng. Mục tiêu tiếp theo, Novo-Probytska, có thể quan sát được từ khu đất cao ở Robotyne, cách đó chỉ 1,6 km. Cách Ukraine tiến triển thế nào ở Novo-Probytska sẽ tiết lộ kinh nghiệm chiến đấu của họ, mượn kế hoạch từ lực lượng thủy quân lục chiến, từng giành lại thị trấn Urohens, cách Robotyne 100 km về phía đông, bằng cách tấn công thọc sườn và làm suy yếu các đơn vị đồn trú của Nga. Các lữ đoàn tấn công 46 và 82 của Ukraine đã chuyển sang phía đông thay vì tiến xuống phía nam. Hiện nay, hai lữ đoàn đang thăm dò các chiến hào của Nga ở Volpols và đạt được tiến triển ổn định. Đơn vị đồn trú của Nga ở Volpols gồm một trung đoàn súng trường cơ giới, một lữ đoàn hoạt động đặc biệt và 3 tiểu đoàn lực lượng dự trữ, có quy mô nhỏ hơn nhiều so với 7 đơn vị đồn trú của nước này ở Novo-Probytska. Nga có thể dịch chuyển lực lượng tới Volpols để ngăn cản cuộc tấn công của các lữ đoàn 46 và 82. Họ cũng có thể phân chia các lực lượng tinh nhuệ của sư đoàn 76, vốn đang di chuyển từ phía đông Ukraine sang phía nam trong nỗ lực ổn định tiền tuyến. Sư đoàn 76 là sư đoàn cuối cùng của Nga, chưa tham chiến. Vì thế, nếu các chỉ huy tăng cường lực lượng ở Vepon thì họ có phải hy sinh các cứ điểm khác dọc mặt trận phía nam. Nếu Nga tăng cường đơn vị đồn trú ở Vepon bằng các lực lượng của đơn vị đồn trú ở Novo-Probytska, thì điều này có thể tạo cơ hội để các lữ đoàn khác của Ukraine ở trong và quanh Robotyne, trong đó có lữ đoàn 47 và 65, làm những điều mà lữ đoàn 46 và 82 đã lựa chọn không thực hiện, là tấn công trực tiếp vào Novo-Probytska từ bắc tới nam. Nỗ lực của các lữ đoàn quanh Verkhne có thể là nỗ lực chính của Ukraine trong cuộc tấn công vào Melitopol, hoặc có thể là chiến thuật nghi binh, hỗ trợ mục tiêu chính thực sự nhằm tiến xa hơn về phía Tây. Điều đó phụ thuộc vào hành động của Nga. Tăng cường ở Novo-Probytska và duy trì phòng tuyến Verkhne, hay tăng cường ở Verkhne và duy trì phòng tuyến Novo-Probytska. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga công bố ý định chấm dứt xung đột Ukraine. Báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nếu Tổng thống Erdogan thuyết phục được Tổng thống Putin quay lại thỏa thuận hành lang ngũ cốc, thì ông Erdogan sẽ làm được một điều tuyệt vời cho cả thế giới. Báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 8 đưa tin Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan sẽ giới thiệu với lãnh đạo các nhóm nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20 về ý định của người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Báo trên lưu ý rằng Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ngôi sao của hội nghị G20. Bài báo nhắc lại rằng Tổng thống Erdogan là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất có thể gặp Tổng thống Putin. Bài viết có đoạn: "Mọi người sẽ lắng nghe điều kiện của ông Putin và ý định của ông Erdogan trong việc ngăn chặn xung đột vũ trang." Nhà phân tích chính trị của tờ báo chỉ rõ rằng các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga cũng sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc. Theo ông, nếu Tổng thống Erdogan thuyết phục được người đồng cấp Putin quay trở lại vấn đề hành lang ngũ cốc, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm được một điều tuyệt vời cho cả thế giới. Một bước đi như vậy sẽ không chỉ tăng cường vị thế ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi, mà còn tranh thủ được sự ủng hộ của các nước trong lục địa này tại Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các quan chức đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Peskov, cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra và Nga sẽ thông báo về thời gian cũng như địa điểm tổ chức sự kiện. Trong khi đó, một nguồn thạo tin ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch ở Sochi, Nga và có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới. Tổng thống Erdogan có ý định nêu vấn đề nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm khí đốt và xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể là chủ đề chính của cuộc gặp. Báo Medias của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhiều khả năng các quan chức Liên Hợp Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đàm phán về sáng kiến ngũ cốc Biển Đen tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu sự kiện này thành công, các cuộc đàm phán với sự tham gia của Ukraine có thể diễn ra sau đó. Nga xem xét khả năng máy bay chở chùm Wagner bị tấn công. Điện Kremlin cho biết các điều tra viên đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở chùm Wagner Yevgeny Prigozhin bị tấn công có chủ đích. Rõ ràng là các kịch bản khác nhau đã được xem xét, trong đó có cả trường hợp vụ rơi máy bay do hành động tàn ác có chủ ý. Hãy chờ kết quả điều tra từ chúng tôi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 30 tháng 8. Ông Peskov cho biết thêm, cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay do các điều tra viên Nga thực hiện không có sự tham gia của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Hãy chờ kết quả từ các nhà điều tra Nga, người phát ngôn nói. Chiếc Embraer Legacy 6 hôm 23 tháng 8 đã rơi tại tỉnh Kyiv khi đang bay từ thủ đô Moscow tới thành phố Saint Petersburg. 3 thành viên tổ bay và 7 hành khách trên máy bay đã không qua khỏi, trong đó có trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin và một số cộng sự hàng đầu. Máy bay đã xoay tròn, phụt khói trắng và vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi, cho thấy một vụ nổ có thể xảy ra trên khoang. Các chuyên gia nói mọi bằng chứng tới nay cho thấy không có khả năng máy bay gặp lỗi kỹ thuật. Embraer Legacy 600 là dòng máy bay có hồ sơ an toàn rất tốt và chưa từng xảy ra vụ tai nạn gây thiệt hại về người nào kể từ khi được đưa vào vận hành tới nay. Các video và hình ảnh được đăng trên Telegram cho thấy mảnh vỡ máy bay nằm rải rác ở 4 địa điểm trong bán kính hơn 3 km xung quanh làng Kuzenskino. Marcus Schiller, chuyên gia tên lửa châu Âu từng làm việc cho NATO và Liên minh châu Âu EU, nói rằng việc này cho thấy máy bay đã trải qua vụ nổ mạnh giữa bầu trời. Robotyne, chuyên gia về tên lửa, tham gia cố vấn cho NATO và Liên Hợp Quốc, đánh giá không nhiều khả năng máy bay bị trúng rocket hoặc tên lửa phòng không. Sau vụ rơi máy bay, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân và nhắc về mối quen biết lâu dài với chủng Wagner. Điện Kremlin cũng lên án những cáo buộc dối trá từ phương Tây rằng lãnh đạo Nga đứng đằng sau vụ việc. Prigozhin hôm 29 tháng 8 được an táng trong một buổi lễ quy mô nhỏ tại nghĩa trang ở ngoại ô Saint Petersburg, Nga, quê hương của ông. Nga đánh chặn hàng loạt UAV của Ukraine. Hãng tin RIA đưa tin, các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine ở vùng Zaporozhia. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga cũng được cho là đã bắn hạ hai máy bay phản lực Su-25 của Ukraine tại khu vực định cư Melitopol ở vùng Novo-Probytska cũng thuộc Zaporozhia. Cùng ngày, 9 tên lửa phóng loạt HIMARS đã bị quân đội Nga đánh chặn. Ngoài ra, 30 máy bay không người lái của Ukraine cũng đã bị phá hủy tại các khu định cư khác nhau trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk, cũng như ở các khu vực Zaporozhia và Kherson. Những diễn biến mới này chứng tỏ cường độ thù địch trong khu vực đã gia tăng mạnh mẽ. Điều này chắc chắn đã làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột. Những kết quả này cũng tạo ra nghi ngờ về năng lực của không quân Ukraine. Chiều ngày 28 tháng 8, lực lượng Ukraine tuyên bố rằng họ đã chọc thủng được một số tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía nam, cho phép họ tiến sâu hơn vào trận địa của Nga, đặc biệt là theo hướng Robotyne. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết Robotyne đã được giải phóng. Tuy nhiên, các kênh thông tin độc lập trên Twitter đã cung cấp cảnh quay từ các vùng ngoại ô Robotyne. thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì mà Ukraine tuyên bố. Giao tranh dữ dội vẫn đang tiếp diễn, có vẻ như phía Ukraine đã quá vội vàng đưa ra kết luận, vì vùng ngoại ô của ngôi làng này vẫn đang diễn ra những trận giao tranh. Bộ Quốc phòng Ukraine ghi nhận thành công của quân đội Nga. Truyền thông Ukraine hôm 29 tháng 8 trích dẫn tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine Prenikov cho biết rằng quân đội Nga đã đạt được một số thành công gần Kupian. Tình hình của lực lượng Ukraine tại đây đang gặp khó khăn. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận đã không hoàn thành kế hoạch huy động. Điều này cho thấy nguồn nhân lực của Kiev đang cạn kiệt. Đáng chú ý là theo thông báo của Bộ Tài chính Ukraine, nợ công trực tiếp và có bảo lãnh của nước này trong tháng 7 đã tăng 3,1%, tương đương với 4 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước. Đồng thời, tổng nợ công của nước này đã lập kỷ lục mới lên tới gần 133 tỷ đô la. Trước đó, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết rằng nợ công của Ukraine có thể đạt kỷ lục 173 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Còn ông Ules Utesko, cố vấn kinh tế của Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ trả một phần nợ công bằng tài sản bị tịch thu của Nga, cũng như những gì mà họ đã lấy đi từ Nga. Nhưng Kiev đã tịch thu từ Moscow được bao nhiêu tài sản để bù đắp cho khoản nợ khổng lồ này thì cố vấn kinh tế Zelensky lại không nói tới. Dưới sự lãnh đạo của chính phủ cầm quyền Ukraine đương nhiệm, một đất nước Ukraine xinh đẹp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt nhân lực, ngập chìm trong nợ nần. Người dân Ukraine sẽ trở thành những con nợ trong nhiều thế hệ. Ukraine tuyên bố sẽ tấn công Crimea. Sáng sớm ngày 29 tháng 8, Mikhailo Podolyak là cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết các đối tác phương Tây của Kiev đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công ở Crimea. Theo ông, vấn đề này đã đạt được sự đồng thuận. Các nước phương Tây ủng hộ Kiev ở chỗ nước này có thể tiêu diệt mọi thứ của Nga trong lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông ấy nói thêm rằng số lượng máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Nga sẽ tăng lên. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov đã công bố kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào Crimea. Ông ta hứa sẽ bắt đầu một chiến dịch tấn công đường bộ vào bán đảo và đe dọa tiêu diệt mọi thứ Nga có trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hai máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh để ngăn chặn hoạt động trinh sát của hai máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper và RQ-4 Blowhawk của Không quân Mỹ ở khu vực bán đảo Crimea. Sau khi các máy bay chiến đấu Nga xuất kích, các UAV trinh sát đã thay đổi hướng bay, rút lui khỏi khu vực trinh sát. Trước đó, một máy bay Su-30 của Nga cũng đã áp sát một UAV Reaper của Mỹ trên Biển Đen khi nó đang bay về phía biên giới Nga. Điều này cho thấy cuộc chiến chống Nga đang leo thang và những ông chủ thực sự của chính quyền Kiev đang muốn kéo dài cuộc chiến này bất tận. Đảo chính Niger, nguy cơ chiến tranh đã cận kề. Sau sự ra đi của ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin, Niger lại tiếp tục là điểm nóng. Vào ngày 25 tháng 7, phiến quân Niger yêu cầu đại sứ Pháp Sylvain phải rời khỏi đất nước này trong vòng 48 giờ. Thoạt nhìn đây có vẻ là một dấu hiệu Niger muốn leo thang căng thẳng trong quan hệ với Pháp và cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Tuy nhiên, lý do trục xuất theo chính quyền Niger là do Pháp đã từ chối gặp gỡ tân ngoại trưởng Niger. Động thái này diễn ra sau những sự kiện liên quan đến vụ tai nạn máy bay của Yevgeny Prigozhin và sự xuất hiện của một nhà ngoại giao Algeria ở Niger nhằm kêu gọi hòa giải và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào vấn đề của quốc gia này. Dù có mất đi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ PMC Wagner, chính quyền Niger vẫn muốn tiếp tục cởi mở đối thoại, nhưng câu trả lời của phía Pháp đã khiến họ phải bối rối. Sau khi cựu Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ vào ngày 26 tháng 7, Pháp đã triển khai 1.500 binh sĩ ở đây. Ngoài ra, còn khoảng 1.100 quân Mỹ đóng quân ở Niger. Hoa Kỳ cũng có quyền tiếp cận căn cứ không quân 201 cận thành phố Agadez ở rìa sa mạc Sahara, nơi có một phi đội máy bay không người lái chiến đấu và trinh sát, cũng như việc họ có thể tiếp cận căn cứ không quân 101 gần thủ đô Niamey của Niger. Điều này khiến cho giới quan sát đưa ra hai phỏng đoán. Thứ nhất, đây có thể là một tín hiệu cho thấy sự bắt đầu của một cuộc đàm phán hòa bình, có thể là dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Thứ hai, việc Prigozhin tử nạn có thể ảnh hưởng đến tình hình tương lai trong khu vực. Do đó, Pháp cũng sẽ tận dụng cơ hội này để xác định lại vị thế của mình ở Niger. Nhưng điều này sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra xung đột quân sự. Bên cạnh đó, miếng bánh Niger cũng rất hấp dẫn đối với cả Hoa Kỳ, cho nên nơi đây vô tình đã trở thành điểm mâu thuẫn lợi ích giữa Pháp và Mỹ. Họ vốn đã bằng mặt mà không bằng lòng với nhau và lại có thêm những xích mích mới tại đây. Paris đặc biệt khó chịu với thái độ của Washington đối với những gì đang xảy ra ở Niger. Hoa Kỳ đã không sử dụng thuật ngữ đảo chính khi mô tả sự thay đổi chế độ ở quốc gia châu Phi này. Ngoài ra, đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đang có một mối quan hệ tốt với tân tham mưu trưởng quân đội Niger, Moussa Salou Badmo, tức là chính quyền mới của Niger đang có xu hướng cởi mở với Mỹ. Nó sẽ là thách thức với người Pháp. Điều này chẳng khác nào việc Washington thừa nhận và ủng hộ chính quyền nổi dậy của Niger chống lại nước Pháp. Tờ Politico đã nhận định rằng đây là một thất bại cả về tâm lý lẫn chiến lược đối với nước Pháp và sự bất hòa này sẽ gia tăng theo thời gian. Nó sẽ dẫn đến một tình thế là các nước NATO sẽ có thêm một lý do nữa để chống lại nhau. Đây sẽ là cơ hội để Nga, Trung chia rẽ và bẻ nhỏ NATO.